Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi chống tham nhũng lãng phí, phải chăng chỉ là nói một đằng, làm một nẻo? Kể từ ngày 29 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Theo giới quan sát, cụm từ chống lãng phí đã xuất hiện và trở thành một hot trend vào giữa tháng 10 vừa qua, sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tải bài viết chống lãng phí của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bài viết, ông Tô Lâm cho rằng Việt Nam phải xác định việc phòng chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít ý kiến nhắc lại vụ việc hết sức tai tiếng của ông Tô Lâm thời làm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 11 năm 2021. Đại tướng Tô Lâm đã xuất hiện trong một bữa tiệc xa hoa tại một nhà hàng ở London, Anh Quốc với mối thì bỏ rất vàng, có trị giá mỗi phần ăn khoảng 850 bảng Anh, tức là tương đương 1.200 USD. Công luận đặt câu hỏi, khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm vẫn chưa biết tiếc tiền, liệu lời kêu gọi chống lãng phí của ông có thực chất hay không? Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, kể từ đầu năm 2024 đến nay, trong quá trình điều tra một số đại án, các cơ quan tư pháp đã tạm giữ kê biên phong tỏa trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Cụ thể như đại án Phúc Sơn gần 320 tỷ đồng bao gồm 2 triệu đô la, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại án công ty Xuyên Việt về bao gồm 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.100 tỷ đồng, 4,7 tỷ đồng tiền mặt và hơn 490.000 đô la. Đây chính là lý do đã từ lâu, dưới thời của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công luận đòi hỏi phải thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Có như vậy thì việc chống tham nhũng mới thành công. Công cuộc chống tham nhũng với phương châm đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là thất bại hoàn toàn. Cụ thể với quy định các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung đảng trở lên, nếu dính chàm đến tham nhũng khi bị phát hiện sẽ được cho phép chủ động làm đơn xin thôi chức và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng, khi đó sẽ được miễn xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ của đảng. Đó là lý do trong các vụ việc nổi cộm của lãnh đạo cấp cao của đảng như ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai chỉ bị buộc thôi chức vì dính líu đến việc nhận hối lộ, biển thủ tài sản của nhà nước và nhân dân nhiều triệu đô la. Họ vẫn hạ cánh an toàn là điều đáng nói, là tiền bạc và tài sản tham nhũng không bị tịch thu để mà sung công quỹ. Theo giới quan sát, cho đến nay, dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, việc chống tham nhũng cũng chẳng khá hơn. Ví dụ mới đây là vụ án của cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và ban lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm quy định về đấu thầu với hậu quả nghiêm trọng. Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã mắc ngoặc thông thầu với công ty IC. Tình trạng của Viện Kiểm sát tối cao vào ngày 12 tháng 9 đã truy tố 13 bị cáo, trong đó 4 quan chức bị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Là của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất trị giá 1 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát tối cao đã đề nghị mức án cho 4 bị cáo là quan chức lãnh đạo nêu trên, với mức án cao nhất cũng chỉ có 4 đến 5 năm tù. Ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư đến nay đã tròn 3 tháng, nhưng xem ra những chủ trương mới liên tiếp gần đây cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ nói một đằng, làm một nẻo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí, phải chăng chỉ là nói một đằng, làm một nẻo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải cảnh báo Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương? Tổng Bí thư Tô Lâm đang nỗ lực củng cố quyền lực với mục tiêu trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm được đánh giá là một nhân vật thực dụng, ít quan tâm đến vấn đề học thuyết lý luận, khác hẳn với người tiền nhiệm là Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
là nhân vật rất thân Trung Quốc và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hết lòng ủng hộ. Việc ông Tô Lâm không che giấu ý đồ cải cách để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, kể cả xóa sổ một số di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đường lối và công tác nhân sự, được cho là lý do khiến ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng. Vào ngày 29 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo. Bản tin cho biết, chiều ngày 29 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban tuyên giáo Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và yêu cầu Ban tuyên giáo Trung ương phải làm tốt vai trò tham mưu hướng dẫn để toàn đảng làm tốt công tác này. Theo giới quan sát, vấn đề chấn chỉnh hoạt động của Ban tuyên giáo Trung ương là nội dung được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Trong thời gian gần đây, sau khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư của Đảng, vấn đề bất đồng trong nội bộ của Đảng đã diễn ra công khai và gia tăng về cường độ. Điều đó thể hiện rất rõ trong các phản ứng với giới chức tướng lĩnh quân đội, được cho là cấu kết bắt tay với cơ quan ngoại giao của Trung Quốc. Những lùm xùm xung quanh câu chuyện Đại học Fulbright Việt Nam, một biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam và Mỹ, bị lực lượng dư luận viên trực thuộc Ban tuyên giáo Trung ương cáo buộc cho tự diễn biến để chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu. Đáng chú ý, công luận đã đánh giá cao phát biểu của ông Tổng Bí thư Tô Lâm khi ông đưa ra cảnh báo rằng nếu đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo không thực chất, không thực lòng thì không đi vào lòng người. Kẻ thù của tuyên giáo là giáo điều, nói không đi đôi với làm. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến khẳng định lâu nay Ban tuyên giáo Trung ương đã sử dụng và dung túng cho lực lượng dư luận viên trên các diễn đàn mạng. Lực lượng này đã lộng hành, lộng ngôn, bất chấp sự thật khi phản biện lại các quan điểm khác biệt. Đây chính là một trong những nguyên do khiến cho những cá nhân có hiểu biết ngày càng chán ghét chế độ này. Cụ thể, kênh truyền hình Quốc phòng nhân danh cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đăng một video về cách mạng màu, vu khống cho Đại học Fulbright Việt Nam. Sau một thời gian, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã phải xóa video nói trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản Facebook của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải lại video này. Đã có không ít các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đã công khai bày tỏ thái độ ủng hộ ban đảng của tướng Lương Cường, cũng như ban tuyên giáo Trung ương do tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu, bằng cách lấy tinh thần chống Mỹ cứu nước để ngăn cản mối quan hệ Việt Nam và Mỹ là đối thủ của Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng đây là sự tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm rất có thể phải đối mặt với những tai họa không hề nhỏ. Trong khi đám tay sai thân Trung Quốc trong Đảng đang tìm mọi cách để quật ngã ông Tô Lâm. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội là một bằng chứng không thể chối cãi. Không phải vô cớ mà đã có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 14 cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải cảnh báo Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.